Chào các bạn, hôm nay là tôi dễ về quê nữa để quay những đoạn video mới. Nhưng mà hôm qua nay tôi về mưa quá trời mưa. Bây giờ là sáng gần khoảng 9 giờ sáng mà mưa từ sáng giờ không ngớt. Mưa như thế này thì không có thể nào bắt cá được nước không à. Nhưng mà tôi có một cái hay lắm. Cái món này nữa là đặc sản quá. Các bạn đi theo tôi vào đây coi. Ngon lắm, hấp dẫn lắm. Đi theo nha, các bạn thấy nước không? Nè, nước lên. Cái món này là nói là rất là ngon, đặc biệt nha, hấp dẫn lắm. Nó đang làm kìa. Các bạn nhìn coi. Ôi. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Xuống coi bọn nó đi. Món này là cứ giữ rồi nha. Giỡn đâu. Đâu đưa các bạn coi coi quy. Yeah. Cái này là món cò nha, mưa sáng đêm nay mới bắt được đó. Bắt lại cánh luôn nè. Nào. Cái này là kiếm là dễ gì được. Ướt luôn nè. Nào, nào. Ướt luôn nè. Được mấy con? Nhiều, 4 con. 4 con à. Ừ, cái bờ bên kia là cái bờ nha các bạn. Giờ không còn gọi là cái bờ nữa. Xong luôn rồi. Giờ làm gì cái này vậy? Đầu ti. Đầu ti hả? Cò đầu ti hả? Còn làm món gì khác ngon không? Giờ mình mặn lông nó cái mình vô mình đầu ti nó hả? Cò tái chanh. Tái tái chanh. Cái này là đặc sản hả Quy? Vô cùng. Đặc sản vô cùng hả? Mùa này mà có ơi. Này vô cái mình chặt ra cái mình rô ti. Ê, lát còn có món kia giữ nữa. Lát còn món giữ nữa. Mà thôi để là làm sao về làm đi chứ làm là nhiều quá mấy bạn thèm chết. Các bạn tập sao tôi còn có món dữ dằn hơn món này nữa. Nó còn sống hả? Sống. Đâu đem cò lại cho mượn Quy, đem cò ra ra. Mình bỏ như vậy anh. Vô mắt nó đụng nó mỏi sống. Ừ nó còn đứng được luôn kìa. Chạy bay hết cha. Cột giò là sao bay được. Chạy sống bay. Nha các bạn. Các bạn đừng hỏi mình bắt như thế nào hay là bảo vệ loài vật tuyệt chủng gì nha. Cái loài này người ta ở đây bắt nhiều lắm. Nó bắt bán đặc sản luôn á. Nên bỏ qua ở khâu đó đi. Chủ yếu là mình ăn có ngon không thôi. Còn vụ bảo vệ là tuyệt chủng cò này nhiều lắm. Dân đây quê bắt đem đi bán nhiều ở trên Sài Gòn không thích món này nữa. Mà trên Sài Gòn không biết là gà con hay là cò á. Bán lẫn lộn á. Nhà măng lông á, khoan quý măng lông nè. À, cái này là giờ mình măng xong rồi nè. Măng xong sơ rồi nha. Cũng nhưng mà còn lông á, giờ mình vô mình thui. Thui hả Quy? Ừ, thui cho trái theo Quy coi Quy nó thui nè. Coi là mần nè. Thui cho trái lòng á. Lòng hơn trái nữa. Vô đâu chỗ ba đứng nè. Nè ra coi rằng xong là thui xong nè. Cò trắng thành cò đen. Này. Bây giờ mình thui xong cho nó bứt lông nhiều thui nó không có hôi, không có tanh. Giờ mình mổ bụng đó. Mổ bụng rồi mình chặt ra. Ờ, cái lưỡi cưa. Đá không? Đá, mài đại vô quá. Mình mần xong nó còn lông con các bạn, mình nhỏ không có được. Mình đem đi thui cho nó sạch lông. Giờ thui xong rồi giờ mình ra mình mổ bụng đó ra. Chặt ra nhỏ ra. Cái này là ngon lắm nha. Còn nó mập dữ vậy. Mập lúp luôn nè. Con này nó mập cái ghê á. Còn dịch luôn rồi. Hình dịch luôn rồi. Thôi để cho nó mổ bụng nha. Đây. Đây là bếp chuyên nghiệp nè. Này coi là mình sau khi mình làm thịt này nè. Thui rồi mình mổ bụng nè.
À, hay không? Đưa máy này. Đó. Bây giờ mình qua mình chắc nhỏ ra, sắc nhỏ ra, chặt nhỏ ra. Đầu bếp mới nha. Đây, hello các bạn. Đây bạn. Đầu bếp mới. Quy mày lưu lạc ở đâu rồi Quy? Tao ra lui là hồng trường ngồi coi cái đầu bếp mới này. Này muốn nhậu à? Để được nhậu làm mới được. Bộm nhậu cũng làm mới lên thiên quá. Cái này chặt nhẹ. Cũng có bộm nhậu nữa, bộm nhậu mắc quay phim rồi. Mà thấm như vậy chặt ở đâu thấm. Chắc nhẹ, chắc nhẹ ra. Thôi ông ram nó cũng giòn hơn dạ, còn bự nữa nhảy vô liền à. Mà chứ con cò này nó tanh phải không, mình phải bỏ nhiều gia vị vô, xả nghệ rồi vô à. Ok là thịt mình chặt nhịn nhuyễn ra, bây giờ mình ốp sẵn rồi nha. Mã mình ốp gì trong đây đây bà bếp? Nghệ bầm nhẹ ớt xíu nữa? Nước mắm xíu ngọt à, các bạn nghe rõ không đó, đầu bếp nó ốp sẵn rồi, bây giờ đem lên chiên thôi. Đây là củi chờ cái bếp mình nóng lên là mình chiên nha. Đầu bếp thì ở cái bếp của mình thì chỗ cũ thôi. Tôi vẫn lập. Ok, giờ chiên. Cháy chiên chiên. Chiển chị cháy gì đó. Thịt ram. Ram à. Đổ đồ thấy đặc biệt là kìa. Đó. Nữa thôi. Nữa rồi. Còn nữa bỏ lại thì ăn hết. Vô. Hôm nay chúng ta có đầu bếp mới nữa. Nhà tôi nhiều đầu bếp lắm. Thơm vô cùng nha. Kích thích. Để giò á, để giò á, để giò á. À, mày thích ăn giò á, cho mày ăn giò nha. Để giò cháy. Giò, giò á cái đầu. Bỏ lại đi. Quên ra. Ừ, cháy nhỏ rồi, cái này nhiều quá à. Chưa hết biết. Nhiều đây tốn nhiều cơm lắm, ổn lắm, nhiều rượu lắm. Vậy nãy giờ mình chiên bao lâu rồi? Mới 10 phút à. Nó 10 phút à. Nó tôm màu lên nhìn đẹp thơm quá mày ơi. Nhìn ngon ghê á. Này uống với rượu đế hay là bia? Ủa, này uống rượu đế đâu, uống chết, uống bia cũng được. Uống bia à. Ừ, các bạn thấy chưa? Em qua bên này.
mấy bạn trên đó vừa coi trời nước mất miếng á luôn đẹp đi. Mấy bạn quay còn luôn. Cớ tại làm sao hả, cớ gì thế lại làm sao mày bữa nay mày được làm không biết phụ vậy? Muốn nhậu thì mày chỉ cái thằng em làm thôi. Giờ gần chín rồi mình niêm xéo đó mình dắt xuống hả đi điệp vậy. Bỏ thêm miếng đường. Bỏ miếng đường hả? Nãy có bỏ nước mắm chưa? Rồi ha. Bỏ nước mắm ha. Các bạn nhớ là mình gần chín mình mới niêm lần nhẹ nhẹ lại nữa nha. Đừng niêm sớm quá. Chứ bỏ thêm miếng đường cho nó vàng thơm. À, các bạn nhìn ha. Chín rồi. Cò cháy nha, cháy nghệ đó các bạn. Bỏ đi. Không sao. Bây giờ mình đợi khoảng 3 phút nữa mình nhắc xuống luôn ha. Chín rồi. Ok, chín rồi đó. Giờ để có thằng Việt nó bỏ ra dĩa nè. Này uống với bia là hợp lý luôn các bạn. Này, thấy không? Này thơm, xảo thơm. Nhìn rất là ngon. Hấp dẫn lắm. Mình cắn cái đầu á, ốc nó chảy ra. Ngon. Này đặc sản cái gì? Sản ấy. À các bạn, vậy là cái món cò cháy nghệ xả ớt của mình đã hoàn thành nha. Nhìn rất là hấp dẫn. Lấy cái vậy là mình kết thúc cái món ăn này. Mà bạn nào mà muốn ăn những món ăn nào khác thì cứ comment và ở dưới cái YouTube á thì bọn mình sẽ tiến hành làm cho các bạn để được cùng thưởng thức luôn. Bây giờ là các bạn nhớ là like và share cái ủng hộ cái video của bọn mình nha, để mình có động lực để làm thêm. Sai rồi, sai rồi. À bây giờ để mình làm quay một số đoạn video giới thiệu về cái món này cho nó hấp dẫn nha. Rồi chào các bạn nha. Cảm ơn. Hồi cực kỳ tốt này, kéo ra mọi người nha, nhìn cho em nó giãn nhưng mà nó sẽ không bị giãn hẳn ra mà nó sẽ có cái độ đàn hồi cực kỳ là tốt cho mọi người. Cho nên là khi các em mặc lên người thì sẽ vô cùng dễ chịu, thoải mái cũng như là thấm hút mồ hôi. Đó, năm màu của nhà em ở đây thì màu nào cũng rất là đẹp và nhà em sẽ có đủ size cho tất cả các anh là từ 45 cho tới là 90kg mọi người nhá. Nhận hàng cứ yên tâm mở ra kiểm tra thoải mái cho bên em trước khi đánh toán, ok chưa ạ? 5 áo cho em kèm số điện thoại, 10 áo kèm số điện thoại, có số điện thoại mình có đơn hàng thành công cho em nhá. Màu này của nhà em ở đây sẽ là tông màu đen này. Tiếp nữa em có ở đây là tông màu xám nha mọi người nhá. Màu ghi xám cho em, màu nào cũng rất là đẹp mọi người ạ. Form dáng lên rất là chuẩn chỉnh luôn. Khi nhận hàng là mọi người cứ yên tâm, mình mở ra mình kiểm tra cho em thoải mái trước khi đánh toán nhá. Đấy, chẳng bao giờ mà có một cái mã áo gọi là thunner lạnh dài tay co giãn đẹp như thế này, hàng nó xịn như thế này mọi người nhá. Mà giá hôm nay em chốt chỉ có 199.000 năm áo đâu. Hôm nay lại còn miễn ship về tận nhà cho tất cả các anh các chị nữa đấy ạ. Màu này thì mọi người lên cho em đây sẽ là tông màu xanh than, xanh biển đậm nha mọi người nhá. Thôi xanh than đi, xanh than cho dễ chốt mọi người nhá. Màu này lên cho em đây sẽ là màu xanh than giúp em nhá. Và tiếp nữa nhà em sẽ có đây cho mọi người sẽ là cái tông màu trắng mọi người này. Màu rất là đẹp luôn nhá. Nhà em có 5 màu thì cho canh là mình chọn màu thoải mái luôn, chọn size cứ thoải mái luôn cho em nhá. Đó, mình chọn 5 màu cho em nha. Cứ nhớ cho em là giá nhà em lên đơn 199.000 năm áo, chốt cho em combo 5 áo là được nha. Màu này của nhà em đây là màu trắng. Và tiếp nữa em có đây sẽ là tông màu xanh biển nha mọi người nha. Xanh biển, xanh than này, màu trắng này, màu đen này và màu ghi xám, 5 màu cho em nhá. Màu này đều là màu xanh biển cho em này. Form dáng rất là đẹp này, mặt trước mặt sau rất là chuẩn chỉnh luôn. Co giãn đàn hồi rất là tốt nhá.
Chất này là chất thun lạnh co giãn 4 chiều cho em, mặc nó thoải mái và thấm hút mồ hôi cực kỳ. Cổ tròn, tay dài cho em, chuẩn chỉnh từng đường may mũi chỉ, ok chưa ạ? Logo in ép nhiệt cao tần cho em, không bay, không xù, không chóc. Giặt máy, giặt tay thoải mái, ok cho em nhá.